Cả nhà có thấy con không? Cả nhà có thấy em không cả nhà? Mấy ngày này em nói thật chứ cả nhà, em đau đầu lắm. Em đi làm, em không có tâm trạng làm nữa, thật sự. Nói chung là em thì không có lời lẽ nhiều, nhưng mà em cũng biết những cái lời lẽ đó em đã xúc phạm đến cả cộng đồng như vậy. Em cũng đã biết em lỗi, em sai rồi, em thành thật xin lỗi. Mấy người chửi em sao, mọi người chửi em sao cũng được, nhưng mọi người phải cho em nói. Em nói mày ngồi đâu cho nói đâu. Nào là đạo đức giả, nước mắt thái xấu. Vậy mọi mấy người nè, mọi người nè, con người ai không làm sai. Mấy người hãy cho em, mọi người hãy cho em cơ hội để chuộc lỗi của mình. Và em hứa từ nay em không phát con những từ tục tiểu thô lỗ nữa. Mà mọi người cứ ngày nào cũng đăng hình em lên những cái phát ngôn, cái đó đã qua thì cho qua đi. Em nghĩ cái chuyện này cũng đã gì, mấy anh mấy chị cũng mời gồng đồng tay để tha cho em một lần đi. Con người đâu ai không làm lỗi đâu. Em xin cúi đầu thành thật xin lỗi. Xin lỗi cộng đồng Việt Nam và tất cả những anh chị em Việt Nam, ông bà, cô chú và toàn thế giới anh chị em Việt Nam. Hãy mở rộng vòng tay, tha cho em một lần. Em cũng không có... Em biết, cho dù những lời em nói ra, cả nhà cũng không chấp nhận được đâu. Nói em nào là giả tạo, nào là nước mắt cá sấu, nào là biện minh cho lời nói. Em không biện minh đâu, em không giả tạo đâu mấy chị à. Em thật sự em không biết những lời lẽ đó nặng nề như thế, nhưng mà em đã biết em sai rồi. Em thành thật nhận lỗi. Còn em chỉ biết vậy thôi. Em thành thật xin lỗi. Còn mấy chị có khoan nghĩ hay hà tha cho em. Em hứa em sẽ không tục tiểu thô lỗ nữa. Và đừng bao giờ ai để lấy những cái hình cũ, những cái clip cũ của em để mà đăng lên, để nói ừ con này nó xin lỗi rồi mà nó lên nó chửi như gì. Những cái đó đã qua rồi, cho qua đi mấy chị mấy anh à. Những cái gì đã qua rồi đừng bao giờ môi xớ lại. Mình hãy lo làm đi, đừng bao giờ soi mới chuyện của em nữa. Em thành thật xin lỗi. Còn mấy chị nghĩ em nước mắt cá sấu cũng được, giả tạo cũng được, bởi vì em không có lời lẽ. Em không biết dân qua lý lợi, nhưng một lần này em rút các kinh nghiệm nói em phải suy nghĩ. Thì mấy anh mấy chị hãy tha cho em một lần đi, đừng bao giờ lôi ra nữa. Em nói thật, sáng em đi làm em có tâm trí đi làm, xem chút té đó. Để con em còn nhỏ lắm, để cho em làm em lo cho con em nữa. Em cũng đã biết em sai rồi, em thành thật xin lỗi. Đừng ai mà chuyện nhỏ xíu ra to nữa. Em thành thật xin lỗi. Là những cái clip em đã chửi qua đó, em cũng bị hết cái phù bi rồi, em không xóa được. Đó mấy anh mấy chị nếu mà thương em hãy gỡ bỏ cho em đi, đừng làm như vậy nữa. Con người mà ai không có sai, đúng không? Chén trong cỏ trong sống còn có lúc mà cua nhau mà. Mấy hôm nay em cũng đi chùa, em sư cô cũng dạy em nhiều lắm. Em hứa em không bao giờ xúc phạm nữa đâu, không bao giờ nói những lời thô tục trên cộng đồng mạng nữa. Thì mọi người hãy bỏ qua cho em một lần đi. Em cũng không hy vọng là mọi người sẽ bỏ liền, nhưng mọi người đừng bao giờ đăng những hình cũ của em lên nữa. Và đừng bao giờ nói ừ, mày xin lỗi rồi mà mày còn chữ hoài. Em thật sự không có. Mấy chữ cái chữ em, sao có mấy cái chữ đi. Em nghe nó mấy chị chữ đi, nhớ chữ em một lần này thôi. Và xin mấy chị
thức em đi, em cầu xin.